Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành giáo dục mầm non đang là ngành học được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là các bạn nữ ưu tiên chọn ngành học này để theo đuổi. Để trở thành giáo viên mầm non, ngoài việc học tập, rèn luyện kỹ năng, còn phải có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao. Và trên hết, giáo viên mầm non là những người đầy nhiệt huyết và tình yêu trẻ. Có nhiều bạn trẻ đã chọn nghề, theo đuổi nghề và không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao kiến thức để làm tốt hơn công việc mình đã chọn. Sư phạm mầm non hay còn gọi là giáo dục mầm non là công việc nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ trẻ dưới 6 tuổi. Có thể nói, giáo viên mầm non là người thầy đầu tiên và quan trọng, dạy trẻ những bài học đầu đời, là người ươm mầm nhân cách cho trẻ. Người giáo viên mầm non không phải chỉ có những kỹ năng, kiến thức nuôi dạy trẻ tốt, mà còn phải thật sự yêu nghề, yêu trẻ. Giáo viên mầm non là một nghề rất là đặc thù, ngoài việc dạy còn phải dỗ, ngoài việc chăm sóc còn phải giáo dục, mà đặc biệt trên hết là phải dùng tình yêu thương đối với trẻ, tình yêu đối với nghề, tình yêu đối với trẻ. Thì trong một ngày các cô làm việc với trẻ trên gần 10 tiếng đồng hồ, chính vì vậy cô phải thật sự yêu trẻ mới chăm sóc trẻ, cho cháu ăn, dỗ cháu ngủ và truyền đạt kiến thức cho trẻ từ cái kỹ năng sống, từ cái kiến thức xung quanh, bằng cái tình yêu thương của người mẹ đối với trẻ. Ngoài ra, cô phải là một người rất là yêu nghề mới gắn bó được với nghề. Nghề này là một nghề rất là áp lực với công việc. Cô phải hoàn thành hết công việc của trẻ trong trường trong thời gian khoảng 10 tiếng đồng hồ, từ việc chăm sóc trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ, việc soạn giáo án, học cụ, thậm chí cả những cái áp lực công việc đối với nghề, đối với phụ huynh. Nếu mà một người giáo viên không yêu nghề thì không thể gắn bó được với nghề. Đó là những cái đặc thù mà giáo viên mầm non mình phải có. Ngành giáo dục mầm non đang là ngành học được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là các bạn nữ ưu tiên chọn ngành học này để theo đuổi. Đối với những bạn yêu trẻ, ngành giáo dục mầm non luôn là sự thôi thúc đam mê. Hàng ngày được chăm trẻ, chăm sóc dạy dỗ trẻ, thấy các trẻ ăn ngon, ngủ ngon, khỏe mạnh và lớn khôn từng ngày là niềm hạnh phúc của người ươm mầm. Cái nghề đầu tiên mà em chọn là tài chính ngân hàng. Nhưng mà sau khi ra trường được một năm em đi làm thì tự nhiên em lại cảm thấy hứng thú, thì thấy bạn mình, cháu mình cũng đi học và em đi làm buổi sáng và tối em đi học mầm non, và từ đó em bước chân vào nghề thì em thấy rất là thú vị. Thứ nhất là mỗi ngày đến trường cho dù mình có buồn nhưng mà mình thấy bé nó vui với là mình vui theo. Cái thứ hai là mình được thể hiện những cái gì suy nghĩ của mình ra bên ngoài, như mình làm đồ dùng, đồ chơi cho các bé. Và cái điều cực kỳ đáng trân trọng là các bé rất là thích và yêu quý những cái món đồ do chính tay cô làm ra hơn là những món đồ mà ba mẹ mua cho. Và tiếp theo là mỗi một ngày đến lớp là không chỉ dạy cho bé, mà chính những cái điều em dạy cho bé cũng là cái điều em học hỏi. Em cảm thấy là từ cái ngày mà em bước chân vào cái môi trường mầm non là đến nay đã được hơn 5 năm rồi. Là em hoàn thiện cái bản thân mình hơn, mình tập được cái tính nhẫn nại nè, lạc quan hơn, và cái khả năng giao tiếp của mình nó cũng cải thiện hơn nữa. Mình rất là vui vẻ với mọi người, dù có sai hay là đúng hay là được khen được chê, đều rất là vui vẻ chấp nhận. Và cảm thấy về nhà mình cũng yêu con cháu mình hơn. Mình cảm thấy mình bỏ qua những cái việc mà ví dụ cháu ở nhà nghịch mà nó không nghe đó, bây giờ đó cho mình nó là bình thường và giống như là quy luật phải như vậy. Và cái quan trọng á, bé ngoan hay không là ở mình. Mình có sẵn sàng chia sẻ với bé hay không, có sẵn sàng quan tâm hay không, thì từ đó bé sẽ đáp lại tình cảm của mình và nó rất là ngoan. Khi học ở trường trung học phổ thông, em cũng đã vân vân rất là nhiều nghề, nhưng đến khi đặt bút để mà đăng ký và thi vào trường đại học thì em lại chọn thi khối M vào trường đại học sư phạm khoa giáo dục mầm non. Và bản thân em cũng khá tự tin về phần đăng ký năng khiếu của mình cũng như khả sự yêu thích trẻ em, nên em đã quyết định và chọn ngành mầm non là ngành học của mình. Hiện nay nhu cầu nghề giáo viên mầm non rất là thiếu, vì giáo viên mầm non hiện cũng bỏ nghề rất là nhiều do áp lực công việc cũng như là nhu cầu gửi con của nhiều phụ huynh tăng do tình hình tăng dân số ở thành phố Hồ Chí Minh. Để trở thành giáo viên mầm non, ngoài việc học tập rèn luyện kỹ năng, còn phải có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao. Và trên hết, giáo viên mầm non là những người đầy nhiệt huyết và tình yêu trẻ. Trong thời gian qua, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hội thi, tạo môi trường để các bạn học sinh sinh viên đang theo học nghề giáo viên mầm non và các giáo viên đang tham gia giảng dạy có cơ hội trải nghiệm rèn luyện tay nghề của mình.
Điển hình hội thi Người ươm mầm lần thứ nhất năm 2019 dành cho giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố đã tạo sân chơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề cho giáo viên mầm non khối ngoài công lập, nâng cao nhận thức của xã hội về nghề nuôi dạy trẻ và ý thức về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Các thử thách của hội thi được thiết kế gắn liền với kiến thức chuyên ngành ở các lĩnh vực giáo dục mầm non, các kỹ năng nghề, phương pháp học các môn làm quen với toán, văn học, làm quen với chữ cái. Khi tham gia hội thi, các giáo viên mầm non sẽ vừa được thi thực hành theo nhóm và cá nhân về kỹ năng nuôi dạy trẻ, tổ chức cho trẻ sinh hoạt, vui chơi và học tập các bài học trên lớp. Khi tham gia hội thi Người ươm mầm do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thì giúp em thêm tự tin hơn nè, năng động hơn và giúp em có nhiều trải nghiệm về nghề, từ đó thì em thêm yêu nghề hơn. Hay hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề với nghề giáo viên mầm non dành riêng cho các bạn học sinh sinh viên đang theo học nghề giáo viên mầm non tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố đã giúp cho các bạn có những trải nghiệm chân thật nhất với nghề mình đã chọn. Quan sát những giáo viên mầm non tương lai chuẩn bị đồ dùng học tập, đồ chơi cho các bé, chúng ta sẽ cảm nhận được sự khéo léo tỉ mỉ của các cô giáo tương lai. Những bức tranh vẽ, xé dán, những câu chuyện được truyền tải qua những bức họa, trang trí lớp sinh động, tạo sự hứng thú cho các bé mỗi ngày đến lớp. Các tiết dạy được các thí sinh đầu tư thiết kế đa dạng theo chủ đề của ban giám khảo đặt ra như cổ tích, âm nhạc hay động vật. Không chỉ đầu tư nội dung mà các bạn còn lồng ghép vào đó những trò chơi để tạo sự hứng thú, giúp các bé dễ tiếp thu hơn. Sự chuẩn bị chu đáo của các thí sinh chứng tỏ sức hút mà hội thi mang lại. Hội thi tài năng là tạo điều kiện cho em là vận dụng những cái kiến thức của lý thuyết mình học trên lớp, và khi mà giống như ghi soạn giáo án hoặc làm dụng cụ cho trẻ để hoàn thành bài thi của mình là xem có phù hợp hay không. Và giống như là mình có thể là đi ra được thực tế để giống như là nắm bắt được tình hình trẻ ngay trong lúc đó như thế nào. Sau khi mà tham gia cuộc thi này thì em thấy là mình muốn dạy trẻ thì điều đầu tiên là mình phải yêu thương và thân thiện, hòa đồng với trẻ. Và thứ hai là em cảm nhận được là khi mà em tham gia cuộc thi thì em thấy là lý thuyết em sẽ được đưa vào thực tiễn. Qua cuộc thi này thì em sẽ biết cách làm những cái đồ dùng đồ chơi cho trẻ và chăm trẻ nhiều hơn. Có thể thấy từ những sân chơi này sẽ có nhiều cô giáo trẻ yêu nghề, yêu trẻ con được giới thiệu và nhân rộng, vừa góp phần đưa hình ảnh đẹp của nghề giáo viên mầm non đến với xã hội, vừa nâng cao nhận thức của xã hội về nghề nuôi dạy trẻ và ý thức về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non.